hello anh em hiện tại chí đang có mặt ở vườn du lưới ở hàm cường ha thì sáng nay là tới vườn để mà mình khảo sát cái chất lượng cây giống như là mình chuẩn bị những công tác ban đầu để mà chuẩn bị đưa cây giống vào nhà trồng ha thì mọi người cùng theo chân trí là để mà thực hiện những công tác này là mình sẽ làm những cái vấn đề gì trước tiên ha rồi get go ok thì bây giờ mình sẽ đi vào nhà ươm um giống để mà xem chất lượng cây giống ha. thì đối với đây là giống dưa tây là ba mình đã ươm um được khoảng là hôm nay là ngày thứ 10 rồi ngày thứ 10 nhưng mà nó bị một cái sự cố ban đầu là lúc mình nén cái cái sơ dừa vào cái khay á nó không có được chặt thì khi mà mình đưa hạt vào thì có mình tưới nước thì những cái hạt nó sẽ bị lấp sâu có một số hạt sẽ lấp sâu ha thì đến bây giờ thì có cái cây nó sẽ lên không đều và bây giờ có một số cây bắt đầu nó mới đung đầu lên nè à. còn một số cây thì bây giờ nó đã ra một cái lá thật như thế này thì đối với những cái cây ra một lá thật như thế này là mình đã tiến hành mình đưa vào trong giá thể trồng được rồi ha còn những cây này nó bị trễ nè tuy nhiên mà để mà chờ những cái cây này nó lên cho đồng lọt thì mình sẽ bị trễ ngày khi mà trễ ngày thì cái cây của mình nó sẽ bị già ha già ngày mình trồng nó sẽ lên không đồng đều thế thì theo cái kinh nghiệm của nhà vườn á kinh nghiệm của chủ vườn đang làm thì đối với những cái trường hợp như thế này là mình sẽ tiến hành mình đưa cây ra sớm luôn đưa cây ra sớm để mà nó uh, nó phát triển cho kịp ha cho phát triển cho kịp với nhau và trước đó thì nhà vườn cũng cũng bị một hai lần rồi thì họ rút ra được những kinh nghiệm đó thì bây giờ mình thử xem là cái bộ rễ sau khi mà mình ươm nó phát triển được cỡ nào Đấy, cái này lên đó đây là cái bộ rễ sau khoảng 10 ngày mình ươm ha cây này là cây rất là đạt chuẩn luôn nè thì mình thấy là cái rễ phát triển rất là mạnh mẽ và lông hút phát triển ngon lành ha. có một số cây thì nó bị cháy hai cái lá mầm ở đây là do lúc mình thao tác mình nhúng thuốc để mà kích rễ là nó bị phạm à, nó bị phạm vào cái lá mầm làm cho nó bị cháy và một số cây nó bị hiện tượng nấm rễ này à, bị lỡ của rễ và nó chết luôn à, những màu tử nắm móc nó phát triển như cái lá như thế này đó thì để mà cái bộ rễ nó phát triển đều như những những, những cây đặc chuẩn này á thì sau khi mà mình ươm được 5 ngày á năm ngày là cái cây nó sẽ bung ra hai lá mầm như thế này này là bắt là mình nhúng mình nhúng cái mình nhúng cái thuốc là cái cái sản phẩm kích rễ của Huno là bao gồm những cái Citofamer này và Citoroot ha kết hợp với là cái Cytophos tất cả đều liều là một cc và một gram cho một lít nước cộng với cái Monseren ha Monseren để nó phòng bệnh nấm rễ nấm lỡ của rễ ha dân giảm dạ mình hay gọi là chết rạp cây con ấy đó mình mình pha cái này với tỷ lệ là không phẩy năm c thôi không phẩy năm c và mình nhúng khi mà mình nhúng là mình lưu ý ha lưu ý là mình chỉ nhúng nó, cái lượng nước nó vừa ngập qua cái khay thôi chứ đừng có liếm lên cái lá này khi mà liếm tới cái lá là nó sẽ bị cháy cháy cái lá mầm như thế này ha rồi trong một cái sau khi mà mình mình xuống những cái giống này vào trong cái bầu giá thể trong nhà ươm trong kia kìa. thì mình sẽ có set up những cái chương trình tưới ha cụ thể ở đây là mình qua cái cái đầu đây là cái bộ tưới tự động ha, là cái đầu não của một cái hệ thống tưới của nhà công nghệ cao. Thì mình sẽ set up là trong một ngày nó sẽ có khoảng 6 chu kỳ tưới. 6 chu kỳ tưới thì ở đây mình đi bắt đầu là mình tưới từ 8 giờ, 8 giờ bắt đầu mình mở nước cho nó chảy nước trắng thôi, chảy nước trắng. Trong vòng 5 phút và những chu kỳ tiếp theo là từ 10 giờ, 12 giờ, 2 giờ chiều và đến tưới đến 4 giờ chiều ha thì trong một chu kỳ như vậy thì mình sẽ tưới là mình sẽ tưới là một phút còn cái chu kỳ đầu tiên lúc 8 giờ là mình sẽ tưới 5 phút ha để cho nó xả cái mặn ở trong cái cái bầu giá thể của mình rồi đi qua cái nhà bên này là mình sẽ nói về cái chất lượng của sơ giờ này bắt đầu nắng nó lên rồi. hơi nóng thế thì khi mà mình khi mà mình chuẩn bị công công tác ấy, là mình đưa cái cây giống vào trong những cái bầu giá thể trồng như thế này á thì mình phải đảm bảo được cái EC nền của cái bầu này là nằm từ 1.2 đến 1.5 ha mình đo lúc đầu là khi nãy là chỉ có đo rồi thì hiện tại thì nó đang là 1.6 thì cũng gọi là hơi, hơi nhịn hơn cái điều mong muốn mình một chút xíu thôi, cũng không đáng quan ngại. Và cái pH ha. pH thì đối với giá thể mình trồng thì pH mình sẽ duy trì từ 5.5 đến dưới 6.2 là đẹp. Còn cái bầu này thì pH nó đang cao, đang tới 6.8 đến 7.0 lận. do lúc đầu nhà vườn họ phối trộn cái cái giá thể trồng á, họ có bỏ thêm cái lăng lân vô canxi vào thì bây giờ nó nhả pH ra khá cao. Thì bây giờ công tác của mình trước khi mình xuống giống cây ấy là mình sẽ tưới nước, tưới nước cho đậm hết cái bầu này luôn. Rồi mình mới trồng cây vào để tránh hiện tượng là cây nó bị khô quá, nó mất nước và nó bị sốc ha, sốc nước. Thì chiều nay sẽ tiến hành xuống bầu. Thì mình xuống giờ chiều thì cây nó sẽ khỏe hơn. Mình xuống giờ nắng thì cây dễ bị sốc nhiệt ha. Rồi bây giờ là cái bầu của mình nó đã duy trì được cái EC mong muốn là hiện tại đây là 1.5 đi ha thì trong này nó đã có chứa một cái lượng phân bón nhất định cho cái cây nó phát triển trong những ngày đầu tiên rồi thì trong những ngày đầu tiên mình chỉ cần tưới nước trắng thôi và cái cử cuối cùng ở trong ngày á là cái cử mà mình tưới lúc 4 giờ chiều á 4 giờ chiều đến 4 giờ một phút ấy thì mình sẽ cho đi chung cái cito m, sito cộng với cái sito phốt ha liều một một ml dạng nước và một g trên lít dạng của Cytophos đưa vào đây để mà nó kích thích cái bộ rễ phát triển và cái cái tần suất mình tưới những cái loại đó lặp lại thì ba ngày mình tưới một lần hả ba ngày mình tưới một lần thì ở đây diện tích nó là 800 trăm mét vuông gần một xào thì mình sẽ tính toán cái lưu lượng của những cái bét này này mình cho ra thì sau khi tính toán thì mỗi lần nó sẽ thì diện tích 800 trăm mét vuông này đối với cái lượng cây là hai 200 cây giống nó sẽ ngốn là mỗi loại là 100 ml thôi 100 ml cito 100 ml cito và 100 g cito kết hợp với mình tưới cái monseren luôn để mà nó tránh cái hiện tượng là lỡ cô rễ rồi những cái giá thể này là giá thể cũ kết hợp với giá thể mới thì trong này nó sẽ chứa những cái mầm bệnh nữa. những cái nấm rễ như là bithium fusarium phytophthora ha nó dễ làm cây con của chúng ta là bị chết rạp ở giai đoạn những ngày đầu tiên mà tiếp xúc với giá thể trồng đoạn sơ sinh nó đang rất là uh, mẫn cảm. Ha. Rồi thì hy vọng đối với cái chương trình tưới này là mình sẽ cải thiện được uh, cái chất lượng cây giống ban đầu nó bị cái sự cố là lên không đều như vậy và nó sau này nó sẽ hy vọng nó sẽ lên uh, những cái cây phát triển đồng đều hơn và nó cho trái cùng lúc để mà cái ngày thu hoạch của chúng ta nó đồng loạt. bây giờ kiểm soát cái chương trình phân. rồi ok ở đây nè đây là những cái cây giống hạt ươm dư á, ươm dư là chủ vườn họ ươm trực tiếp vào trong bầu giá thể luôn thì nó cũng cùng ngày với kia cảm giác lên khỏe hơn là trong bầu ha, tuy nhiên là cái hệ thống rễ của mình không có qua cái nhúng cái cái thuốc ấy thì cảm thấy là nó mạnh hơn đúng không, nó mạnh hơn đấy nắng quá nóng. Ok thì xin uh, chào và hẹn gặp lại mọi người ở uh, chiều nay là bắt đầu xuống giống ha. Hẹn gặp lại mọi người ở 5 ngày sau. 5 ngày sau mình sẽ kiểm tra thực địa xem cái vườn này là tốc độ nó phát triển thế nào rồi bắt đầu mình sẽ đi cái chương trình phân và tiến hành cái chương trình là siết nước tạo rễ ha. Để kiến thiết một cái bộ rễ tốt và ban đầu. Ok.